Chào cả nhà. Hotboy nó đang nói nó chở mẹ nó đi nghỉ trang, nên xin đi quay nghỉ trang ở bên Mỹ cho cả nhà coi. Nó nằm ở giữa lòng thành phố nha. Đất này đất tư nhân. Nghĩa trang này là của Catholic, là của Thiên Chúa giáo. Hồi xưa bà nội của Hotboy cũng đã từng ước mơ nằm đây. Nhưng mà bà nội của Hotboy không có thể xa ông nội, tại vì lỡ chôn ông nội ở ở chỗ khác rồi. Và cuối cùng là phải theo ông nội thôi. Hôm nay thì Hotboy sẽ chở cho Cindy đi chơi, bởi vì chủ nhật này là lễ Mother Day, là ngày của mẹ đó. Một cái lễ phải nói là người ta bán được rất là nhiều quà. Theo cái ước tính của người Mỹ là cái lễ này là lớn nhất, bởi vì người nào cũng có mẹ đúng không cả nhà, nên là lễ này thì ngày xưa lúc mà cái thời mà 4.0 chưa có, vi tính chưa có, thì người dân ồ ạt đi vô trong mo để mà mua đồ tặng mẹ. Có người tặng tiền, có người tặng quà, nhưng mà lễ này là bán hoa nhiều nhất. Chủ nhật này thì Cindy lại phải đi làm, bởi vì Cindy cũng có thể nghỉ đó, nhưng mà Cindy là cái người đi làm đã nhận lời người ta rồi, cái cây trồ cái thời có biểu sao thì giữ vậy, chứ không có kiểu mà hứng lên tôi muốn tôi làm, mình không muốn tôi nghỉ. Mình đặt cái cương vị mình là làm ăn á, tại Cindy cũng là người từng làm ăn cho nên coi trọng chuyện tình đó. Vì vậy mà ngày lễ Mother Day Cindy vẫn đi làm. Hotboy thấy vậy nên đưa Cindy đi chơi sớm đi ăn ngày hôm nay. Thì bây giờ đi đâu cả nhà cùng đi nha. Đây là một con đường Elm Rock, cũng là một trong những con đường chính của San Jose. Ủa mà đi đâu đi đường local này vậy bác? Đi chích. Nó vui xuân, nó không quên nhiệm vụ. Trước kia nó chở má đi chơi, dẫn vợ đi chích. Mọi người nhìn cái cảnh này giống ở Việt Nam ha. Vô hẻm, cha Việt Nam. Đi vô hẻm Lê Giang Sĩ. Cái tiệc ăn mango na đà chưa? Dạ rồi. Thích không? Dạ nó mặn quá. Một trong những món ăn vặt nổi tiếng khu này toàn mãi không. Man. Mango là xoài, na đà là không có gì hết. Một trong những cái món ăn vặt của người Mỹ, người ta cắt nhỏ ra xong người ta rắc muối lên. Nãy cái tì nói là nó mặn là vậy đó. Bạn nghĩ sao khi có một cái xe nhìn bạn với một cái đôi mắt mang hình viên đạn kìa? Nhìn kệ đi. Ai mình đi ra mình order được không ta? Đi chích bao lâu? Đâu chích rồi. Đi làm cái cây chùa. Cả nhà hôm nay tình cờ xin đi chơi cũng thấy được lễ của người Mỹ đó mọi người. 5 tháng 5 là một cái ngày lễ mà người Mexico á, người ta giải phóng được dưới cái ách thống trị của người Pháp. Cinco de Mayo có nghĩa là ngày 5 tháng 5. Cinco là năm, de Mayo là tháng 5. Đó, người ta giăng cờ biểu ngữ và người ta chạy rầm rầm ngoài đường vậy đó, vui lắm cả nhà. Thì đang ở trên một con đường chính của người Mỹ ở vùng đất San Jose. Mọi người nghe chữ sen có nghĩa là tên thánh. Có những chữ sen là vùng đất của Mỹ mà người Mỹ họ đã chiếm lấy đó. Nhạc của Platin rất là vui. Hotboy đi vào trong Wells Fargo, cũng là một cái ngân hàng.
Sẵn ở đây thì xin đi quay ở phía ngoài cái plaza này cho cả nhà mình xem. Người cái mãi đó họ chơi nhạc âm ỉ lắm. Chà, ở đâu đây trái nhà mọi người ơi. Cái mùi khói bốc lên. Và ở phía trước á, mờ hết trơn luôn. Có nhiều khi mọi người biết sao không phải trái nhà mà là homeless nó đốt mấy cái park của người ta đó. Mấy người homeless họ phá lắm mọi người. Có nhiều người họ buồn buồn lên, họ bất cần đời á, họ đốt 5-7 lần luôn á, họ đốt ở dưới cái suối mà mọi người hay thấy Cindy đi với mấy bạn mà giúp mấy anh chị vô gia cư á, họ đốt tỉnh bơ à. Có hai anh chàng công trách xịn làm xây dựng này đang treo bảng treo gì lên ở bên Mỹ này. Người ta đi làm công trách xịn ta hay bận mấy cái áo đó mọi người, để cho cái ánh đèn của ban đêm hoặc là cái ánh đèn cái màu đó dễ phản quang. Người quét rác người ta cũng thấy, người ta không có bị xe khác tông vô khi mà ta làm công việc ngoài đường á. Đúng rồi, để em sớm mấy anh hôm lát chắc đốt cỏ hay đốt đường gì rồi. Cảnh sát tới kìa kìa, cứu quả. Dập tắt rồi. Trời ơi, hôi mùi khói quá. Holy shit, boy. Khói nghi ngút mọi người. Wow, đường đẹp quá. Xe đó xe Porsche. Fully option là phải trên 100 nghìn. Chiếc bot này là 100 nghìn. Cái gì con? Nó êm đềm, nó đậm. Phải nói là chạy ghê nhất đó là thằng New York. Quà nhà chứ đẹp quá. Chiếc xanh đó hả? Ferrari hả? 100 ngàn up hả? Oh my god. Đậu đây xong có đi hay gì? Yes, bây giờ vô website. Đi vô rừng. Oh, Monaday đưa nó vô rừng nè. Monaday đưa vô rừng tủ tiêu. Đi thủ tiêu luôn. Đem máy thủ tiêu. Dạ, đây là tiền không đó nha mọi người. Coi cái hotel kìa tí. Hôn là hotel. Nó cũ kỹ mà nó xưa, chắc cái thời Bảo Đại ở chuồng. Cái thao này đẹp. Nó gọi là, nó không phải là phố mà nó là thị trấn. Dạ, mấy cái thao này là ngày xưa lắm rồi. Ồ, mấy cái nhà kìa. Cái market nè, rubber market. Cái này chắc bán ba cái organic đấy. Hả? Thấy cái chợ đẹp chưa? Chợ nhìn thấy cười quá cả nhà. Mấy cái thị trấn là nó không có mấy cái chuỗi cửa hàng lớn, nó là mấy cái
shop, mấy cái restaurant nhỏ nhỏ. Ừ, đẹp quá. Đẹp luôn. Sao hôm nay ngày gì mà đi gặp toàn xe chữa cháy không vậy bạn? This guy. Giống như là mấy cái nông trại ngày xưa, mấy cái farm vậy đó cả nhà. Nhà đẹp lắm. Đẹp như trong tranh. School, cái này cái trường. Cảm ơn bạn nha. Bye bye. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Ha, mở cửa ra nghe chim hót. Coi chừng Amazon. Amazon giờ ở đâu cũng có nó hết trơn. Hàng cùng ngõ hẻm nào cũng có nó. Khu nhà này bây giờ ít nhất một căn cũng phải là 3-4 triệu, 5 triệu. Ủa, cái này là City Summertown mà. Baby. Đang ở quận hạt Summertown. Ồ, nhà này đất quá bự luôn ta ơi. Hay là cái park. Ờ, cái park. Oh my god. Đây có người đi ngựa. Ta chầm nho rồi baby. Cái đường private. Đường của privacy. Cái nhà đi vô rừng đó nha. Đây là một trong cái rừng Redwood nổi tiếng. Cái nhà history hả? Đúng rồi. Historic building. Đầu ở đây là người ta đi xe đạp. Summertown County. Wow, nhà trên đó đẹp quá. Có em sắp ngồi tắm bơi vậy em. Sắp đen thui rồi con. Slow nha, đường của ngựa. Đó, ở dưới có nhà nè mọi người. Trời đất ơi. Nhà đó có nhà của ngựa hôi quá. Bò nó chạy ngoằn ngoèo thì nó thích. Nó rất là thích chạy ngoằn ngoèo. Có một cái cây nó đổ ngã dưới đường. Ở dưới đó là vực thẳm. Rồi mấy cái cây này cao lắm á Kitty. Không? Yeah. Oh.
Ở dưới vực thẳm nó lên trên trời là mấy chục thước luôn á. Wow. Vực thẳm ở dưới đó cả nhà. Bị mấy cái cây nó che mất rồi. Sô lây. Rồi, có ai tin trên đỉnh núi giờ tự nhiên có con đường bằng thẳng nha không? Tự nhiên à, bây giờ có con đường bằng thẳng trên đỉnh núi vậy đó. Y như ở dưới lộ. Chuyện không thể tin được. Rất tiếc là nhà hàng đã đóng cửa. Yep. Đóng cửa vĩnh viễn. Đóng cửa vĩnh viễn rồi. The Mountain House. Ooh. Mountain House. Unfortunately, we are no longer. Trời, con đi kìa. Con gì con? Con người rừng. Đâu? Ở ngay cái gốc cây nó làm cái biển đó, người ta gấu quá. Nhìn như hết rồi. Này có nhà ghê không? Yeah. Đường một chiều thôi cả nhà. Not a through the road, the private the property. Yeah. Đường riêng ta bạn ơi, bạn đi đâu vậy? Ôi trời ơi. Ê, có người á, đi hai vô á. Phải chủ nhà ra coi tại sao mày dám vô. Nè, nhà nó đây nè. Vâng. Thì nhà nó đó. Thì nó nhà chắc một con vít á, ế mà đóng cửa luôn à. Yeah. Nhà hàng này có từ năm 1988. Đây là cặp đôi của thế kỷ nhâm nhở. Cái nhà coi nè. Đẹp lắm. Mấy cái cây này còn mấy chục thước á. À, ở đây có một cái nhà hàng. Nó ra đời năm 1988 cùng năm với lại Hot Boy á. Cũng nổi tiếng lắm. Giờ họ retire, họ đóng cửa vĩnh viễn luôn. Uổng. Xin đi ngó vô trong á. Cách bài trí của họ cũng đẹp lắm mọi người. Rồi có lẽ trong cái thời gian đại dịch á thì không đông khách cho nên họ đóng cửa luôn. Đó. Có một cái view ngó xuống cái đồi ở đây. Đó, mọi người coi nè. Hot Boy muốn cho mom ăn nhà hàng này nhưng mà rất tiếc là đã đóng cửa rồi. Đây. Mọi người tưởng tượng ở trên đỉnh núi nha. Đó. Trên đỉnh núi chứ không phải dưới đồng bằng đâu nha. Êm ắng như sợ luôn. Và cái nhà hàng này đóng cửa luôn à. Mình xin đề nghị là chủ của cái nhà hàng này là cái căn nhà bên kia đó. Tại vì họ ghi cái lối đi là private, hai căn nhà chung. Đẹp lắm cả nhà. Và xe còn đậu đây nè. Có nghĩa là vẫn có chủ đó. Coi như là không có duyên ăn nhà hàng này nha. Bye. Hả? Cô chủ đứng bên kia kìa. Bye bye.
Hôm bò nó nhà hàng này bán thịt rừng đó mọi người. The Mountain House. Yep. Dinner cocktail nè. Đi bán một đêm luôn à? Mở cửa lúc 5 giờ chiều. Oh, that's why. Đóng cửa thứ hai, thứ ba. Yeah, bây giờ đi xuống núi. Crystal Spring. Ồ, Crystal Spring á hả? Sao đây đang thờ nữ. Ồ. Damn boy, look at that. Đây cũng đẹp vậy bạn. Cái đường mà nó quăng quay chạy có mười mấy, hai chục. To the east. Này giống màu hoa vàng thì thầm có non. À, freeway bên kia kìa bé ơi. Freeway bên kia. Trời nhanh quá. Take the next right onto California. Đi California. Đi hát bay đi. Bay đi. That's why you should put a seat belt. Về với đồng bằng. In a quarter mile, slight right onto Kenyatta. Nè, ở đây có cái lạch quá đẹp luôn. Kenyatta. Slight right onto Kenyatta Road. Signs for Kenyatta Road. This is the lake. Cảnh đẹp quá. Ha ha. Bây giờ Hot Boy nó hứng lên, tự nhiên cái nó đưa hai mẹ con đi vô một cái chỗ này, nó gọi là cái đền thờ nước mọi người. Hồi trước á Cindy có vào đây một lần rồi. Nhưng mùa đó là mùa Covid. Cái đền nó đóng cửa. Thì bây giờ nhân cái ngày đi chơi, Cindy sẽ đưa cả nhà mình tới đây một lần nữa nha. Rất là đẹp mọi người. Hình như suy nghĩ không lầm, đây là một cái đền thờ của một cái đạo giống như Hồi giáo hay sao á, chứ không phải Thiên Chúa giáo nha. Mình cả nhà cùng đi với suy nghĩ lướt qua một chút xíu. Mình tắt ngang cái đường này mình đi cho nó nhanh nha cả nhà. Sorry mấy cây cỏ đây nha con, không có cố ý, nhưng mà sẽ đi trở lại ha. Cặp đôi nham nhở của năm 2022. Sorry my homeboy. Đậu trong này đâu phải là Hot Boy. Nó phải ngược đời vậy mới là nó. Ô con này. Ô con này. Lucky quá gặp được một em nai. Nó thấy Cindy tới nó chạy mất rồi. Ở ngoài đó là rừng mọi người. Ở đây thì thôi, động vật là người ta giữ gìn nó lắm, cho nên nó thả hồ mà nó phát triển. Có những cái nhà mà nó gần mấy cái sườn núi rồi đó mọi người. Gấu rồi nai rồi đủ thứ vô sân sau nhà người ta.
rất là yên ắng luôn. Đây, Water Temple. Từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Đây là những cái động vật tự nhiên ở trong cái chỗ này nó có cả nhà. Sắp tới ngày ra trường của bọn nhỏ rồi. Mùa form, mùa ra trường. Đó, rất là nhiều gia đình đưa con tới đây chụp hình. Đây là cái đền. Cái hồ nước rất là lớn. Cho nên nó mới được gọi là Temple Water. Đề nghị bạn vô đền là bạn không có nói những cái từ đó, ok? Lịch sự tí xíu, ok? Is it Instagram check or is it graduation check? Maybe. Something check. Something check. You funny. Cái đền đơn giản vậy đó, nhưng mà tín ngưỡng của người ta. Đâu tín ngưỡng đâu chị? Có, đó mấy đạo mà giống như Ấn nó vô đây nè con, nó cầu nguyện nè. Ở đây có nhiều người vô chụp ảnh lắm. Học sinh, sinh viên, đám cưới. Không, bà nó không nhờ, nó không cần nhờ xin đi kìa, chụp hình cho nó đâu. Nó nói mong chụp hình không có nghệ thuật. Hai chồng tự xử. Bây giờ xin đi đạo Thiên Chúa, nhưng mà vào cái đền này thì cũng cầu nguyện cho mọi người trên thế giới này được bình an, hạnh phúc và thoát khỏi những chiến tranh cũng như những cái đại dịch, cho mọi người có lại cơm no ấm và hạnh phúc. Thì bây giờ xin đi vô quay cái đền cho cả nhà mình xem. Đây, tháng 10 28 1934, cái đền này khánh thành nha mọi người. Đó. Đây là cái tòa tháp nè. Nói chung là mình là cái người không phải là cái người nghiên cứu. Trời, chim đẹp quá, có màu cam luôn. Nghiên cứu tìm tòi nên mình không có biết được cái giá trị của nó. Nhưng mà mình thấy là đại đa số cái người Ấn á, họ vào đây rất là nhiều mọi người. Thì xin đề nghĩ đây là một trong những cái đạo giáo của người Ấn. Wow, mấy cái cột bự ghê không. I give a water in the water.
Wow, có thể là một cái hồ nước. Dạ, ở dưới là nước mọi người. À, lúc trước thì Cindy có tới đây cũng mấy năm rồi, hai mẹ con đi thì lúc đó đông hơn bây giờ, có lẽ bây giờ cũng chưa đến lúc mà mọi người tới đây nhiều. Hồi xưa Cindy thấy rất là nhiều cái tiền xu ở dưới này, mà theo Cindy được biết thì có những cái hồ nước mà người ta luôn luôn bỏ những cái đồng xu xuống để mà người ta cầu xin một cái điều gì đó. Thì khi mà trở lại đây thì Cindy lại không có thấy mấy cái đồng xu đó, người ta vớt, người ta clean hết rồi. Thì hồi đó, lúc đó Cindy chưa có làm video, chưa có làm vlog mọi người. Cindy tới đây và có chụp hình nhưng mà không có quay phim. Khi mà Cindy bắt đầu làm video á thì Cindy cảm thấy tiếc lắm. Tiếc là ngày xưa mình đã từng đi rất là nhiều nơi, nhiều chỗ, nhưng mà mình lại không có biết lưu lại nó. Có những chỗ mà Cindy quay có 1 phút, 2 phút mà cả nhà. Chỉ có chụp hình thôi, chứ không có quay phim. Và bây giờ Cindy có một cái kinh. Bắt đầu làm vlog, tự nhiên Cindy cảm thấy vui lắm cả nhà. Không phải vì tiền, mà cái kinh của Cindy cũng chỉ là một cái kinh nhỏ thôi. Nhưng mà được lưu lại những cái kỷ niệm, những cái ngày tháng, những cái ngày đặc biệt. Như Mother Day năm 2022 này, Cindy quay lại, hai đứa nhỏ đưa Cindy đi chơi, đi ăn. Đó là một cái kỷ niệm mà khi về già mình sẽ không bao giờ có được nữa, thời gian nó qua. Và giống như đi tới những cái chỗ này thì Cindy cũng có thể quay và gửi lại cho cả nhà mình xem những cái cảnh, những cái chỗ mà Cindy được tới, cả nhà mình du lịch qua màn ảnh nhỏ để biết được cái nước Mỹ nó như thế nào. Và Cindy cũng khuyến khích mọi người nên chụp hình. Có nhiều người có một cái quan điểm rất là thích cười: thôi thôi tôi già quá, tôi xấu quá, tôi nhăn quá, tôi không có chụp hình. Nhưng mà Cindy nghĩ đến một điều đó là một cái quan điểm rất là sai mọi người. Ở tuổi nào nó có đẹp của tuổi đó. Và khi chúng ta 60 thì dĩ nhiên chúng ta đẹp hơn khi chúng ta 70. Khi chúng ta 70 chúng ta đẹp hơn 80-90. Cho nên cứ mỗi năm là sự thay đổi nó rất là nhiều. Chính vì vậy mà Cindy cũng khuyến khích cả nhà mình cũng nên quay phim. Tuy rằng mình không làm video, mình không có là YouTuber, nhưng mà mình chụp hình đi. Chụp hình với người thân, với gia đình, với những cái cảnh quan mà mình được dịp tới. Thì 5 năm, 10 năm sau này, đó là những cái kỷ niệm mà mình sẽ không bao giờ có được ở trong đời. Một khi mà ngày tháng nó trôi qua, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có thể mua được tất cả, nhưng mà thời gian thì không bao giờ mua được hết. Đó là cái quan niệm của Cindy. Và Cindy chụp hình rất là nhiều là như vậy. Và một lần nữa thì nhân cái mùa Mother Day của 2022, hôm nay Cindy xin gửi đến cả nhà những cái chỗ mà Cindy tới đi chơi với mấy đứa nhỏ và đi ăn như thế nào. Và Cindy kính chúc tất cả mọi người trên thế giới này, tất cả những người mẹ, những người chưa làm mẹ, những người sẽ có những cái thiên chức làm mẹ, luôn an lành, hạnh phúc và happy trong cuộc sống, để cho cuộc sống chúng ta mỗi ngày có một cái ý nghĩa hơn. Cảm ơn cả nhà đồng hành theo dõi và chúc cả nhà một ngày mới an lành, hạnh phúc. Xin đi bye bye và hẹn gặp lại trong những cái video kỳ sau. I love you.